Mến chào các bạn, Hoàng Nga Video thân mời các bạn cùng chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình du lịch Việt Nam đến tỉnh Phú Thọ. Hôm nay chúng ta sẽ đến tham quan một thắng cảnh rất đẹp của tỉnh Phú Thọ, đó là đồi chè Long Cốc. Đồi chè nằm tại xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Xã Long Cốc là một trong những xã xa xôi của tỉnh Phú Thọ, cách thủ đô Hà Nội chỉ khoảng hơn 100 km. Muốn đến thẳng đồi chè Long Cốc, bạn đến bến xe Mỹ Đình hỏi thăm các nhà xe đi thẳng Long Cốc, ví như nhà xe Việt Hùng hay Anh Thư. Xe sẽ đưa bạn đến thẳng khách sạn hay nhà nghỉ bạn muốn đến. Xe còn nhận chở miễn phí các bệnh nhân ung thư huyết học. Thắng cảnh đẹp nhất của Long Cốc cũng như của tỉnh Phú Thọ là những đồi chè. Để ngắm được cảnh đẹp lúc bình minh, chúng ta phải dậy sớm từ 5 giờ sáng và chạy xe gắn máy từ từ leo dốc lên đồi chè. Hôm nay giờ này mặt trăng vẫn lung linh chiếu ánh sáng huyền ảo lên đồi chè. Xe đi lên khoảng lưng chừng đồi là chúng ta phải xuống đi bộ để lên được đỉnh đồi chè cao nhất và đẹp nhất. Nếu hên thì gặp được ngày nắng đẹp, chúng ta sẽ ngắm được bình minh lên từ những đồi chè. Nhưng tiếc là hôm nay chúng ta đi nhầm một ngày nhiều sương mù, nên chỉ thấy hàng trăm đồi chè lớn nhỏ, tròn tròn giống như những cái bát úp ngược, mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trong làn sương sớm. Những đồi chè cao nhất thì có nhiều mây trắng vờn quanh đỉnh đồi, đẹp như là những tấm lụa đào mỏng manh bao phủ cả đồi chè. Thank you.
Khi mặt trời ló dạng, sương mù cũng dần dần tan biến. Cảnh vật sáng bừng lên, hàng trăm đồi chè lớn nhỏ xanh mướt hiện ra trước mắt chúng ta. Không khí thoáng đãng, tiếng gió thổi rì rào, tiếng chim hót líu lo. Nhìn thật đẹp và thật sảng khoái phải không các bạn? Lúc này từ dưới chân đồi, các chàng trai và các cô gái kéo nhau lên đồi để bắt đầu một ngày thu hoạch chè mới. Phía đồi bên này, hai chàng trai kéo chiếc máy kéo đi trước. Cô gái đi sau giữ cái bao tải to để hứng các bụi chè đã thu hoạch được. Họ kéo máy đi từ hàng này qua hàng chè khác, rồi từ đồi chè này sang đồi chè khác. Còn bên đỉnh đồi đằng kia thì các cô gái tay cầm liềm, thoăn thoắt nhanh nhẹn cắt tiếp những nụ chè tươi mà máy cắt còn bỏ sót lại và bỏ vào chiếc bao tải đeo bên hông. Sau khi thu hoạch xong, những nụ chè được bỏ vào các bao bố thật to và được các chàng trai cùng các cô gái cùng nhau chở bằng xe gắn máy đi xuống đồi chè. Buổi chiều đến, chúng ta lại đi thăm đồi chè móng ngựa, cũng nằm trong quần thể đồi chè Long Cốc. Chè Long Cốc thơm ngon, hương vị đậm đà nên rất được nhiều khách hàng các tỉnh gần xa ưa chuộng. Đồi chè Long Cốc được đánh giá là một trong những đồi chè đẹp nhất Việt Nam mà các nhiếp ảnh gia thường tìm đến để săn ảnh. Và cũng có nhiều nhiếp ảnh gia đã đoạt nhiều giải thưởng cao quý trong các cuộc thi ảnh thiên nhiên quốc tế. Vài năm gần đây, đồi chè Long Cốc đang trở thành một địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Xã Long Cốc có 7 dân tộc sinh sống, hơn 90% là dân tộc Mường. Tuy kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống của người dân nơi đây yên bình. Cửa nẻo không phải lúc nào cũng phải khóa cẩn thận. Xe cộ để đó mà không có ai trông coi cũng không sợ bị mất cắp, cho dù là lâu lâu bạn có quên rút chìa khóa xe. Đến thăm Long Cốc, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì người dân nơi đây hiền lành, chất phác, thân thiện và thật tốt bụng.
Đến đây chúng tôi xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại tại chiếc cầu đi bộ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chào thân ái.